Mình thấy con giận anh ạ. Không phải đã hứa với nhau là không được giận nhau quá một ngày sao? Còn 30 phút nữa mới đến một ngày á. Ơi, tháng này á, trừ tiền điện nước, tiền thuê nhà với tiền nét thì hả, mình chỉ có còn dư 500, vậy là cuối tuần có thể đi ăn lẩu rồi. Đi. Nè, sao em cứ giận hoài vậy? Chuyện đâu có gì luôn chứ. Dạ, không chịu nói em nữa đúng không? Không chịu nói em, chia tay đi. Cái gì? Em nói lại coi. Chia tay đi. Chia tay thì chia tay. Anh đang nghĩ gì không? Anh chỉ nghĩ một chút chuyện thôi. Em nghĩ gì vậy? Một tiếng thôi. Nếu như anh gặp em sớm một tí thì tốt rồi. Đó, cũng là người khó tính lắm. Tiêu sạch hết lên đó. Còn hay xin tiền của mẹ. Sao bây giờ? Ai cũng sẽ có lúc trưởng thành mà. Đến bây giờ chúng tôi mới hiểu, không phải là do không hợp, chỉ là chúng tôi không kiên trì đợi đến ngày mà cả hai trưởng thành mà thôi. Sao vậy? Sao lâu như vậy rồi mà anh vẫn không đi tìm em? Thì anh nhắn tin cho em cũng đâu có trả lời đâu. Con trai các anh thiếu kiên nhẫn vậy hả? Anh chờ taxi một tiếng đồng hồ, anh mới phát hiện ra là đi xe buýt cũng có thể về nhà được. Bạn gái anh tới kìa, thôi em đi trước nha. Bye bye. Cổ là đồng nghiệp của anh, hôm nay tụi anh tăng ca chung. Có gì đâu Huệ, giải thích với em. Tối nay anh muốn ăn gì? Anh về hả? Đi tắm đi. Em đi ngủ trước đây. Thì qua đây với anh đi. Nè, tại sao anh chưa ghen với con gái? Em cũng không ghen. Anh đi nhậu say xỉn về trễ, em cũng không ghen. Rồi anh nói chuyện với đồng nghiệp của anh, em cũng không ghen. Anh biết mấy giờ rồi không? Sao lại uống say như vậy? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, uống nhiều rồi chứ. Có thôi đi không? Uống còn chút làm gì thấy ghê vậy? Phiền phức. Anh đang chơi game với ai à? Với bạn anh, em hỏi làm gì? Có nói mình cũng có biết đâu. Thì ra đi phiền quá à. Anh nói rõ ràng coi rốt cuộc cô gái đó là ai vậy hả? Nè, anh đứng lại quay lại giải thích cho em nghe coi. Giải thích cái gì chứ? Không có gì để giải thích cả. Em biết làm như vậy anh thấy phiền đúng không? Anh đi nhậu say xỉn về trễ, em cũng không ghen. Rồi anh nói chuyện với đồng nghiệp của anh, em cũng không ghen. Rốt cuộc là em có yêu anh không vậy hả? Trễ lắm rồi, sao anh còn chưa về nữa vậy? Anh sắp về tới nơi rồi. Sau này nếu mà anh không về ăn cơm á, thì nhớ gọi video call cho em biết. Để em còn biết là anh đang đi ăn với ai nhá. Chắc chuyện sau này em sẽ báo với em. Đừng chơi game nữa, ngồi nói chuyện chơi với em thôi. Thôi, anh đang trong trận, đang đấu rồi đó. Cô gái này là ai vậy? Hai người đang nói chuyện gì xong nói cho em biết. Sao em lại từ tiền đọc tin nhắn của anh vậy hả? Có biết giờ là Du Duy đúng không? Nè, rốt cuộc cô gái đó là ai vậy hả? Anh nói rõ cho em biết coi. Nè, em có thôi game bóng gió đi không? Em không thấy là cả hai chúng ta đều rất là mệt mỏi hả? Tôi thích một cô gái vì cô ấy mà tôi bỏ thuốc lá. Mỗi ngày đều để dành tiền để tặng cô ấy một bông hoa. Tặng em nè, hôm nay làm việc vất vả rồi. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà em không thích hoa hồng, em thích hoa hướng dương, có biểu đạt cho lòng trung thành. Tài liệu điều rất quan trọng, phải xem cho hôm nay. Anh nhớ có người đi theo em sợ quá à. Rồi rồi, anh tới liền. Không còn sợ nữa nha. Plan này tôi giao cho người khác rồi. Chỉ cần là tốt cho cô ấy thì tất cả đều đáng. DC, anh tới em. Tuy là bây giờ anh không đảm bảo cho em một điều gì cả, nhưng mà vì em, anh sẽ cố gắng cho anh một cơ hội nha. Tỏ tình vậy là chắc được rồi đó. DC, cưới anh nha. Suốt 1 năm 6 tháng hai ngày bất kể gió mưa, nhưng anh ta chỉ cần một bó hoa là có được cô ấy, dựa vào cái gì chứ?
bạn em á, nó cũng thích hóng chuyện lắm. Nó cứ nghĩ là em với anh đang quen nhau. Em đừng có quan tâm lời nói của người khác làm cái gì. Bây giờ em với anh đang làm mối quan hệ gì? Em cũng biết tính anh rất là chậm chạp mà. Chuyện gì anh cũng muốn từ từ hết á. Hay là tạm thời mình cứ như vậy đi nha. Ông đó, bỏ cái tính chậm chạp đi. Nghe cái chuyện tình yêu của mình mà cũng dây dưa kéo dài nữa là sao? Tôi muốn từ từ chút để tốt cho cả hai. Vậy tôi hỏi ông có thích cô ấy không? Tất nhiên là có. Vậy cô ấy có thích ông không? Có lẽ có. Còn chân chơi gì nữa, mau tỏ tình cô ấy đi. Tháng sau tôi chắc chắn sẽ tỏ tình với cô ấy. Làm người yêu của anh nha. Chào Long, nay hẹn em có gì không? Anh hẹn em ở đây đã có chuyện muốn nói với em á. Hồi nãy em cũng tính gọi điện cho anh á. Em tính nói với anh là em có bạn trai. Ba mẹ em hối thúc dữ quá nên là giới thiệu anh ấy cho em. Tụi em nói chuyện với nhau thì thấy càng ngày càng hợp nên là quyết định quen nhau luôn. Chứ lại không chờ anh được nữa. Vậy sau này chúng ta có thể em nghĩ là sau này tụi mình nên hạn chế liên lạc nhiều hơn. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Đi nha. Bỏ lỡ một món đồ có khi rất lâu mới mua lại được, nhưng đôi lúc bỏ lỡ một người sẽ là cả đời không gặp lại. Nè, đẹp không? Đúng là lần đầu tiên hẹn hò, cái gì cũng không biết. Có biết chụp hình không vậy? Xấu quá. Đây là lần đầu tiên anh chụp hình con gái. Sau này á, nếu mà anh đi đâu nhớ nói với một tiếng, nếu không á thì em sẽ suy nghĩ lung tung rồi còn có cảm giác không an toàn nữa. Ok, sau này anh sẽ báo cáo với em. Đi hẹn hò mà anh ăn mặc dễ hả? Anh thấy cũng được mà, với lại anh cũng không có ngại. Nhưng mà em ngại, để em lựa cho anh. Em uống nước đi. Mấy ông con gái á, rụt dâu là phải uống nước nóng, không có được nước lạnh. Hôm nay ông quản lý của em á, ông quá đáng lắm luôn á. Em đi trễ có 2 phút rồi, mà ông trừ em hết nửa ngày lương. Thì mốt về sớm một xíu, với lại make up nhanh lên. Lúc mà con gái đang tức giận á, là ghét nhất nghe những lời đạo lý như vậy. Bây giờ em chỉ muốn biết là anh có đứng về phía em hay không. Đây nè, ngồi thì phải đứng giữa bắt rau. Với lại á, ánh sáng thì chỉnh sáng lên một xíu nữa, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đương nhiên rồi. Ai kiến chấp giọt. Lúc mà con gái đang tức giận á, là ghét nhất nghe những lời đạo lý như vậy. Có một người đã từng được tốt với anh. Chuyện 走不出回忆，虽然我。